Rồi, xin chào tất cả các anh chị em nhá. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh Nhật Anh Mobile, chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng điện thoại từ cũ đến mới anh em nhé. Hôm nay thì bên em lại lên một clip giới thiệu bán hàng cho anh em nhé. Hôm nay em có đủ thể loại này, từ iPhone, Samsung, LG, rồi là có cả hai con máy gaming phone anh em nhé. Cấu hình rất là cao, anh em nào mà cần con máy cày game, chuyên cày game thì lựa chọn những con này nhé, rất hợp lý luôn. Ngoài ra có con iPad giá rất rẻ, mấy con giá rất hay nhé. Anh em quan tâm có thể theo dõi chi tiết ở trong video anh em nhé. Ok, thì cửa hàng em địa chỉ Hà Đông, Hà Nội nhé. Anh em gần có thể qua xem trực tiếp. Anh em ở xa bên cũng gửi hàng, ship code toàn quốc nhé. Có cọc trước, có kiểm hàng trước khi thanh toán nhé. Máy bán ra thì sẽ bảo hành 3 tháng nhé. Bảo hành 3 tháng, còn anh em không lấy bảo hành nhé. Chỉ cần bao test 1 tuần thì sẽ trừ từ 2 cho đến 500 nghìn nhé. Trừ trực tiếp vào giá máy luôn. Đối với những máy thanh lý thì bên em sẽ cũng sẽ bảo hành bao test 1 tuần cho anh em thôi nhé. Anh em nhé. Ok, anh em quan tâm có nhu cầu cần đặt hàng hoặc là biết thêm thông tin về sản phẩm có thể liên hệ em có số điện thoại trên màn hình nhá, hoặc là bình luận dưới phần bình luận của video. Ok, không làm mất thời gian của anh em vào giới thiệu luôn này. Hôm nay em vào giới thiệu luôn hai con gaming phone trước nhá. Đây, con này em mới thu khách này. Con này là con Blackjack 5 Pro anh em nhá. Blackjack 5 Pro, máy gọi là cấu hình khủng, chơi game phải nói là bét nhè luôn anh em nhá. Con này nó cấu hình thì ở đây, để em vào xem cho anh em xem chi tiết này. Đấy, cấu hình gần như là bản cao nhất rồi, RAM 12 nhá, bộ nhớ trong sẽ là 256. Đấy, con này thì màn là 6,67 inch này, có tần số quét 144 Hz luôn anh em nhá, rất là cao. Đấy, ok cho anh em. Màn sáng đẹp, không ám ố gì, và con này pin là 4600 nhá. Pin 4600, hình thức đẹp 99. Đấy, hình thức đẹp 99. Con này thì chạy chip Snap 8 Gen 1 anh em nhé. Cân mọi game luôn. Đặc biệt là nó có hai phím trigger này. Đấy. Đấy, bật lên kêu tách tách luôn. Ok cho anh em. Hai cái phím này sẽ là hai phím vật lý luôn nhé, chứ không phải phím cảm ứng đâu. Thì cái thao tác bấm nó sẽ thật hơn. Dùng rất là ok luôn anh em nhé. Còn máy này thì full book anh em nhé, full book nhé. Kèm cả hộp này. Hàng này hàng chính hãng anh em nhé. Chính hãng chứ anh em không cần phải lo tiếng Việt hoặc là rom rủng gì đâu. Hàng chính hãng đây, vẫn còn nguyên siêu. Sạc thì nói là sạc siêu nhanh 120W này. Sạc 15 phút là đầy pin rồi anh em nhé. 15 phút đầy pin. Cái này sạc phải nói là tốc độ bàn thờ luôn anh em nhé. Cực kỳ nhanh. Đấy. Đây, ngoài ra thì có tặng thêm cả cho anh em một con ốp. Gọi là ốp này là gọi là ốp tản nhiệt anh em nhé. Ốp tản nhiệt. Cái này ốp này khách mua 250.000 đấy. Anh em lắp vào thì chơi game mà nó bao mát máy luôn nha anh em nhé. Rất là khủng luôn. Máy hầm hố này lắp thêm ốp này nữa vào. Quá đẳng cấp luôn anh em ạ. Con này em để cho anh em giá 8 triệu 200 nghìn nhé. 8 triệu 200 nghìn. Cả bảo hành nha anh em nhé. Cả bảo hành 3 tháng. Anh em không lấy bảo hành thì em trừ 300 nghìn. Đấy. 300 nghìn anh em nhé. Ok. Anh em quan tâm thì cứ kết nối em nhé. Tiếp theo thì em có một con gaming phone khác này. Con này thì con Redmi K40 gaming nha anh em nhé. Con này thì cũng bản cấu hình cao nhất, RAM 12, bộ nhớ trong 256. Đấy. Con này thì màn hình nó là 120Hz thôi, pin 5000, cũng có hai phím trigger anh em nhé. Con này cũng có hai phím trigger luôn này. Đấy. Ok cho anh em, bật lẩy tanh tách luôn. Này thì giá 4,2 triệu thôi anh em nhé, mà 4,2 triệu. Máy hình thức cũng đẹp 99 này, và cũng là full book nhá, cũng là full book hộp của nó kia, và kèm sạc nhanh. Con này là sạc 6,7W nhá, con này sạc cũng là siêu nhanh luôn, 6,7W. Ok cho anh em, 4,2 triệu nhá, 4,2 triệu cả bảo hành. Anh em còn lấy bảo hành thì trừ 200 anh em nhá. Ok rồi, tiếp theo em giới thiệu anh em dòng iPhone nhá. iPhone thì hôm nay em có con iPad này giới thiệu anh em trước này. Đây, em có hai con nhé, một con iPad Air 2 này, con này là con iPad Pro, con Pro này là Pro 9.7 anh em nhé, Pro 9.7, 9.7, máy bản Wi-Fi anh em nhé, 32GB, đấy, cái này để cho anh em giá chỉ có 1,5 triệu thôi, đây, Pro 9.7, 32GB, tình trạng nhé, máy là máy khách quên iCloud. Quên mật khẩu iCloud anh em nhé, sẽ không đăng xuất ra được. Còn cái tải game tải ứng dụng thì vẫn bình thường nhé. Đây, nó phần phương tiện và mục mua này, thì anh em đăng nhập tài khoản vào thì vẫn cứ tải game tải ứng dụng như bình thường nhé.
chứ không phải là không quên iCloud không tải được gì đâu anh em nhé. Đấy, ok cho anh em 1,5 triệu thôi, quên iCloud và màn nó hơi hồng nhẹ nhé, hơi hồng nhẹ xung quanh này anh em nhìn này. Đấy, để cho anh em cái này thì mua về cho con cái nó chơi game học hành online hoặc mua cho phụ huynh đọc báo thì rất là hợp lý luôn nhé. 1,5 triệu thì ngang với giá xác rồi, ngang giá xác của anh em nhé. Đấy, ok. Còn anh em là thích máy ngon này nhỉ, lúc không lỗi lầm máy zin máy chất thì đây, còn này con iPad E2 32GB 4G Wi-Fi. Đấy, hàng zin chất nhé, cái này pin còn rất cao nhé, pin còn 94%, hình thức đẹp này, hình thức đẹp nhé, giá sẽ là 3,100,000. Đấy, 3,100,000 tặng kèm đầy đủ sạc cáp rồi là bao da cường lực đầy đủ với anh em nhé, ok cho anh em. Còn anh em nào mà không lấy phụ kiện, không lấy bảo hành gì thì trừ 300,000 nhé, giá còn 2,8 triệu, 2,8 triệu máy trần anh em nhé, ok cho anh em. Đấy, rồi tiếp theo em giới thiệu với anh em dòng iPhone nhá. iPhone đầu tiên em giới thiệu là 7 Plus quốc tế 32GB, máy zin full chức năng, máy zin full chức năng nha, hình thức đẹp nhá, vỏ cũng zin luôn anh em nhé, vỏ cũng zin luôn, giá 2,6 triệu, 2,7 triệu tùy máy nhá. Em có 3 màu đen, màu trắng và màu hồng. 2,6 triệu, 2,7 triệu thôi anh em nhé, 2,6 triệu, 2,7 triệu thôi. Máy vẫn tất cả bao cho anh em là zin full chức năng nhé, màn đẹp không ám mố gì, không ám mố gì anh em nhé, 2,7 triệu, 2,8 triệu. Ok, tiếp theo này XS quốc tế 64GB, con này full chức năng nhé, Face ID đầy đủ, Face ID đầy đủ anh em nhé, pin còn 91 này, pin 91, main zin màn zin anh em nhé, main zin màn zin 64GB. Đấy, không giới hạn sim nhé, máy quốc tế chuẩn luôn. Cái này thì chung là vỏ hơi chảy tí, mặt lưng hơi chóc sơn tí nhá. Này chóc sơn nha anh em nhé, chứ không phải vỡ kính đâu. Đấy, giá cho anh em để con này cho anh em giá chỉ 4 triệu thôi, 4 triệu anh em nhé, 4 triệu tròn thôi. Tiếp theo là Yên Mắc quốc tế 64GB, máy cũng là full chức năng nhá, Face ID đầy đủ, main zin màn tay anh em nhé, main zin màn tay. Giá từ 4,7 triệu anh em nhé, giá từ 4,7 triệu, 4,9 triệu, 4,7 triệu, 4,9 triệu anh em nhé. Full chức năng, Face ID đầy đủ anh em nhé. Ok, tiếp theo này 11 thì em có cả bản 64, cả bản 128 anh em nhé. Cây màu đen này là máy 64 này, cũng là zin full chức năng nhé, zin full chức năng. Đấy, 64GB này, máy quốc tế nhá. Con này đặc biệt là bản 2 sim vật lý nhá, anh em hay thay sim đổi sim thì dùng bản 2 sim vật lý này nó tiện nha anh em nhé, không phải dùng eSIM. Đấy, pin mới 100, chỉ thay mỗi pin thôi, còn lại zin hết anh em nhé. Đấy, cạnh viền thì nó con này hơi lấm tấm, cạnh viền hơi lấm tấm nhá, hình thức tổng khoảng 97%, 97% thôi anh em nhé. Để coi cho anh em cái này giá 5,8 triệu này. Đấy, 5,8 triệu cả bảo hành anh em nhé, 5,8 triệu cả bảo hành. Tiếp theo là cây này 128GB, máy cũng là zin full chức năng nhá, thay mỗi quả pin thôi. Nói chung là dòng này bây giờ pin nó cũng kém rồi nhá, anh em thay luôn quả pin cho anh em dùng cho nó yên tâm, cực kỳ yên tâm luôn anh em nhá. Màu trắng này thì hình thức đẹp 99 này. Đấy, giá 6,800,000 nhá, 6,800,000, rất là đẹp luôn anh em nhá, hình thức này anh em nhìn nét căng luôn, màu trắng rất đẹp luôn. 11 này thời điểm này dùng vẫn rất là hợp lý anh em nhá, vừa tay vừa tiền, máy này lành nhá, bền, không lo sọc màn, học xanh màn, trắng màn như cái dòng 13 này. Ok anh em nhé, 6,800,000. Tiếp theo này 12 quốc tế 64GB anh em nhé, 12 quốc tế 64GB. Hình thức đẹp 99 keng luôn anh em nhé, màu trắng này cũng rất là đẹp luôn. Anh em thích đầy cao hơn, viền vuông thì lấy sang 12, còn anh em thấy vừa tiền thì dùng 11 nhé, con này thì cực kỳ là đẹp rồi, không có gì quảng cáo nhiều đâu anh em nhé. Máy thì zin nguyên bản, pin zin luôn, còn áp suất kháng nước đầy đủ cho anh em nhé, cái này máy còn áp suất nha anh em nhé, zin áp luôn. Giá sẽ là 7,700,000 anh em nhé, 7,700,000, bảo hành 3 tháng rồi anh em nhé. Ok, tiếp theo này 12 Pro Max 256GB, máy cũng là zin full chức năng nhé, con này mỗi cái là máy nóc 256GB này. Đấy, máy thì cũng cực kỳ là ngon, zin nguyên áp nha anh em nhé, pin 88, hình thức đẹp 98%. Đấy, cái này đi để cho anh em giá có 9,2 triệu thôi anh em nhé, 9,2 triệu, rất là rẻ luôn anh em, 256GB anh em lưu trữ cả thế giới luôn, 9,2 triệu. Đấy, 9,2 triệu cả bảo hành nhé, không lấy bảo hành trừ 300. Ok,
Rồi tiếp theo thì em giới thiệu anh em con Samsung này đi. Samsung này là A54 5G, hàng chính hãng, còn bảo hành hãng nhé, còn bảo hành hãng khoảng hơn 2 tháng nữa anh em nhé. Ok cho anh em, máy cực kỳ ngon, cực kỳ ngon rồi anh em nhé. Con này cấu hình cũng rất là cao, RAM 8GB bộ nhớ trong 128 nhé. Màn hình thì có 120Hz luôn, pin 5000, rất là ok nhé. Giá hôm nay em để cho anh em 4,8 triệu nhé, giá bao test 4,8 triệu. Anh em lấy cả bảo hành 5 triệu anh em nhé, cả bảo hành 5 triệu, ok cho anh em. 4,8 triệu, máy hình thức đẹp, chính hãng anh em nhé. Đấy, máy chính hãng luôn, Samsung A54 5G, máy mới hiện tại bây giờ vẫn hơn 8 triệu anh em nhé, hơn 8 triệu. Ok rồi, tiếp theo em giới thiệu anh em con Oppo này. Con Oppo này máy giá rẻ cho anh em, cần máy giá rẻ nhé, hơn triệu thôi. Đây em vào xem cấu hình chi tiết cho anh em xem này. Đâu nhỉ, đây cái này RAM 6GB này, RAM 6 bộ như trong 64 nhé, RAM 6 bộ như trong 64, cái này như là pin 5000 nhé, cực kỳ là ngon. Máy thì hình thức nó xước xát theo thời gian nhé, nhưng mà được cái là zin, con này máy zin hết anh em nhé. Màn hình người xước này, giá này em để cho anh em cái này 1,6 triệu anh em nhé, 1,6 triệu. RAM 6 bộ nhớ trong 64, hai sim chuẩn luôn anh em nhé, máy hai sim chuẩn luôn. Ok cho anh em 1,6 triệu nhé, con này cho anh em dùng chống cháy ok. Tiếp theo em giới thiệu này, LG G7 đang thanh lý nhé, giá chỉ có 1,6 triệu thôi. G7 này đang thanh lý ra 1,6 triệu anh em nhé. Cấu hình là RAM 4GB bộ nhớ trong 64, con này chạy chip 845 nhé, dùng bây giờ vẫn rất mượt. Màn hình là 2K 6,1 inch, pin 3000, pin 3000, hình thức đẹp 99 nha anh em nhé, giá 1,6 triệu đang thanh lý anh em nhé, giá 1,6 triệu thôi. Tiếp theo em giới thiệu anh em này, Google Pixel 6a. Anh em đang cần tìm một con máy Android mà dùng phải mượt mà như iPhone nhé, thì dùng con này, dùng dòng Pixel anh em nhé. Máy là máy chạy Android gốc của Google luôn, chính Google sản xuất nhé, được cập nhật rất là sớm. Tất cả những máy này đều đã có bản cập nhật Android 14 hết rồi nhé. Anh em về mua về bấm vào là lên luôn thôi. Nhiều con thì em đã lên sẵn rồi. Ok cho anh em. Máy quốc tế hai sim nhé, một sim bản lý, một eSIM. Con này thì cấu hình RAM 6 bộ như trong sẽ là 128 bộ trong 128 nhé. Màn hình là 6,1 inch, pin 4004. Con này pin, thời lượng pin rất trâu anh em nhé. Tuy pin có 4004 thôi nhưng mà tối ưu tốt, pin rất trâu, màn đẹp, màn sáng đẹp nhé, có vân tay trong màn hình. Đặc biệt là dòng này chụp ảnh cực kỳ chất lượng nha anh em nhé. Pixel thì từ trước đến giờ nó chụp ảnh rất là ngon anh em nhé. Anh em có thể mua về trải nghiệm, ok luôn. 4,900,000 nhé, 4,900,000 cả bảo hành. Anh em không lấy bảo hành 4,7 triệu, ok cho anh em. Hình thức đẹp 99 nhé, máy zin nguyên áp. Con này cũng có áp suất kháng nước anh em nhé, cũng có áp suất kháng nước đầy đủ cho anh em. Ok rồi, cuối cùng thì đây còn sót con này. Con này con Redmi Note 10T bản Nhật, máy mới full book. Nói là full book thôi nhưng mà trong hộp nó cũng không có gì đâu anh em nhé, có mỗi cái tặng kèm cái ốp thôi. Con này thì cũng là hai sim này, một sim vật lý, một eSIM, một sim vật lý, một eSIM nha anh em nhé. RAM 4 bộ nhớ 64, con này thì chạy chip Snapdragon 480 thì phải. Màn hình có 90Hz nhé, màn hình con này cũng có tần số quét 90Hz, rất là mượt luôn. Và pin là 5000, quan trọng là máy mới nhé, anh em không thích dùng máy cũ thì lựa chọn con này. Giá chỉ có 2,4 triệu thôi anh em nhé, 2,4 triệu, máy mới nhưng mà giá cũ luôn, 2,400,000 anh em nhé, rất là rẻ luôn. Ok, anh em quan tâm thì cứ kết nối em nhé. Rồi, hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Chào tất cả anh em.